Xin chào các bạn. Ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chụp màn hình máy tính ở trên cách để chụp ảnh màn hình máy tính ở máy tính địa bàn. Thì nếu để chụp hình để chụp ảnh màn hình máy tính thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn có hai cách. Cách đầu tiên đó là các bạn sử dụng một phần mềm quay màn hình. Thì giống ở đây thì mình có sử dụng phần mềm AlphaWare đấy. Phần mềm này các bạn. Thì phần mềm này là nó chuyên để quay màn hình máy tính và chức năng chụp màn hình. Ở đây thì mình đang quay cho nên mình không hướng dẫn bạn sử dụng cái phần mềm này. Là các bạn ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chụp ảnh màn hình máy tính. Đầu tiên mình sẽ mở một cái trình duyệt có cóc. Đây mình sẽ mở một cái trang web bất kỳ để mình chụp màn hình máy tính. Ví dụ mình mở đọc báo chẳng hạn. Đây các bạn, đây là trang đọc báo .com. Rồi mình ví dụ các bạn thử chụp ảnh một cái màn khung ảnh của nó là mở trên màn hình như thế này. Thì đầu tiên các bạn bấm cho mình phím ở trên bàn phím. Mình sẽ mở bàn phím ảo lên cho các bạn xem. Đây là bàn phím ảo nha các bạn. Rồi. Thì để chụp ảnh màn hình máy tính bằng bàn phím ảo, bằng cái lệnh bàn phím ảo thì các bạn bấm cho mình cái lệnh là Ctrl Sc Cn đây. Rồi mình sẽ bấm cái lệnh này. Rồi sau đó mình thu về. Mình thu nó về. Và mình sẽ mở phần mềm Photoshop lên để xem là lúc nãy mình đã chụp được ảnh được màn hình máy tính chưa. Đây mình sẽ mở một cái đây, đây là cái khổ giấy. Mình sẽ bấm là phím các bạn bấm mình bấm phím Ctrl V. Đây các bạn. Thì lúc nãy mình bấm mình hướng dẫn cho các bạn là chụp ảnh màn hình máy tính bằng cái lệnh là B RT SCN. Cái lệnh là trên bàn bàn phím ảo đó. Thì nếu mà các bạn muốn cắt bàn nó thì các bạn chỉ cần là chọn nó về cái phần mà bạn muốn cắt thôi. Ví dụ mình muốn cắt ở cái phần này đây, là mình chọn thích chọn như vậy là mình có một cái khung ảnh của cái trang báo này. Thì cái thao tác rất là nhanh các bạn. Thì nếu mà ở đây là các bạn bàn phím ảo, đây là mình hướng dẫn cho các bạn cái lệnh này. Đây là một cái lệnh chụp ảnh tự động ở trên bàn phím. Rồi vậy thì nếu mà không ví dụ mình sẽ chụp ảnh một cái video, cái video để làm cái thumbnail của YouTube. Đây ví dụ mình mở cái video này ra. Rồi mình sẽ dừng nó lại. Đây ví dụ mình muốn chụp cái ảnh này thì các bạn cũng bấm cho mình cái lệnh là PS bet bet, tức là cái lệnh bet sc rồi ở trên bàn phím. Rồi mình bấm ra nha. Bây giờ mình sẽ mở bàn phím mở cái phần mềm Photoshop lên.
chọn cho một mình sẽ chọn một cái gạch khổ giấy đây. Các bạn bấm lên phím tắt đó là Ctrl V đây các bạn, thì mình đã chụp ảnh màn hình xong. Và việc còn lại thì rất là đơn giản, các bạn chọn cái này, cái lệnh crop, crop tum của Photoshop. Các bạn chọn đến phần nào muốn cắt thì nó sẽ cắt cho mình. Đây, ví dụ mình muốn tạo một cái ảnh này để mà làm cái thùng thumbnail cho cái video YouTube về hướng về mở hộp cái thiết bị kết nối internet. Rồi đây nào các bạn, như vậy là mình đã có một cái ảnh thumbnail rất là đẹp đó, đúng không? Việc còn lại thì chỉ có là các bạn chỉ cần thêm là chữ vào, nó là nó đẹp rồi. Đây các bạn bấm lên này, click vào rồi đánh đánh các cái ký tự mà bạn muốn. Ví dụ là mình sẽ đánh ở đây là gì, phòng này là phòng Việt Nhi các bạn nha. Việt Nhi thì mình phải cài đặt lại phòng Việt Nhi để đánh. Đây mình sẽ đánh là thiết bị thu sóng wifi. Đấy các bạn muốn chữ to thì bấm Ctrl T kéo nó ra đây. Ok chưa, thiết bị thu sóng wifi. Rồi mình đánh chữ wifi nó là ok luôn. Đây đó là thiết bị thu sóng wifi nha các bạn nha. Đó thì để tạo một cái ảnh thumbnail rất là nhanh từ cái video của các bạn và cách chụp ảnh màn hình bằng một cái lệnh là Bet Shader ở trên bàn phím ảo. Đây lệnh này các bạn, lệnh này rất là hay nhá, ở chỗ là nó chụp ảnh tự động và nó ghi nhớ ở trong bộ nhớ card của máy tính, và chúng ta là thích chụp ảnh ở cái đoạn nào của video cũng được. Ví dụ mình muốn chụp ảnh ở cái đoạn này, đây ví dụ mình muốn chụp ảnh ở cái đoạn này chẳng hạn, thì mình cũng sẽ bấm là lệnh Bet Shader. Rồi mình bấm xong và tạo một cái new document của Photoshop, khổ giấy khổ ảnh á là 1920 vậy là 1080. Rồi mình bấm lệnh Ctrl V đây các bạn, sau đó mình dùng lệnh crop. Đây mình sẽ cắt cái chỗ nào mà nó nằm trong cái khung ảnh để cho nó đẹp. Đây như vậy là mình có một cái ảnh thumbnail rồi, đúng không? Cách thứ hai để mà chụp ảnh màn hình máy tính, các bạn sẽ sử dụng một phần mềm chuyên dụng, đó là phần mềm quay màn hình máy tính để chụp ảnh màn hình. Thì ở đây các bạn có thể dùng phần mềm Camtasia chẳng hạn, hoặc là phần mềm Arbor Red, và phần mềm thứ ba đó là phần mềm Kinemaster. Thì mình sẽ sử dụng phần mềm Kinemaster để hướng dẫn cho các bạn. Phần mềm này thì Arbor Red này mình đang quay cho nên mình không hướng dẫn các bạn được. Rồi các bạn mở phần mềm Kinemaster lên. Nha các bạn, giao diện làm việc của nó nhé. Thì để chụp hình, chụp ảnh màn hình máy tính ở trên phần mềm Kinemaster, các bạn vào lệnh Kinemaster, thì các bạn vào lệnh lên cái hình biểu tượng của máy ảnh này, hoặc là các bạn bấm vào lệnh phím tắt đó là Ctrl Shift
add. Rồi, còn mình sẽ bấm vào cái link này. Thì nó hỏi là lưu cái đường dẫn để lưu cái ảnh. Đó. Mình sẽ chọn là tùy chỉnh này. Chọn thư mục lưu này. Đây, mình sẽ là lưu ở video YouTube được ODA. Đấy. Và chọn là tạo một cái new folder ở trong ODA nha các bạn. Đấy. Rồi bấm OK. Vậy là nó đã chụp cái ảnh màn hình này cho mình. Vậy mình sẽ mở phần mềm Photoshop lên để kiểm tra xem nó đã chụp ảnh chưa. Rồi mình vào file và vào open, tìm đến cái thư mục là video YouTube. Đây, cái new folder này mình đã tạo đây. Đây các bạn. À, như vậy là nó báo lỗi. Biết là như thế nào mình sẽ kiểm tra lại xem. Đây rồi, nó rồi mình sẽ mở Open Grid, chọn Photoshop, OK. Nó bảo là lỗi program. Đây là cái phần mềm này nó có cái lỗi gì đó đó các bạn. Rồi thì là cái do cả phần mềm của mình thôi. Đây các bạn, đây là cái file lúc nãy mình đã chụp ảnh bằng phần mềm Kinemaster. Các bạn muốn cắt nó thì chỉ cần vào nó có lên crop thôi, hoặc là lên stretch này, chọn này. Rồi, các bạn bấm Ctrl C và mở Photoshop lên. Các bạn bấm cho mình lệnh Ctrl V. Đấy. Và bấm lệnh tiếp là lệnh Ctrl V, Ctrl T. Các bạn muốn kéo giãn nó ra thôi. Như vậy là mình đã có một cái ảnh màn hình rồi. Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn qua hai cách để chụp ảnh màn hình máy tính. Rồi các bạn, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn chụp ảnh màn hình máy tính ở trên bàn phím bằng một cái lệnh là BEDSCR. Đấy. Bạn có thể chụp ảnh bất kỳ trình duyệt nào hay là các cái trang web nào nha. Chụp ảnh bất kỳ. Đó. Bạn muốn chụp ảnh mà trình duyệt nào cũng được. Thì cái lệnh này rất là hay ở là nó tự động và cho cái độ phân giải của ảnh là nó cũng tương đối là tốt đẹp. Thì video này mình đã hướng dẫn cho các bạn là cái cách để chụp ảnh màn hình trên máy tính. Hy vọng video này video này giúp ích cho các bạn trong việc là chụp ảnh màn hình máy tính để tạo một cái thumbnail hoặc là để cất giữ cái dữ liệu quan trọng của các bạn. Rồi, OK. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.